anh thấy cái bộ combo này như thế nào? Anh nghe thấy là ok đấy. Vâng. Nghĩ là mọi người có tiền đầu tư bộ này là nghe là hay đấy. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đây mọi người muốn sắm một bộ như anh ăn thì đây. Nhớ về sớm hôm nay có khách tối nha. Em cảm ơn anh nhá. Bên Zika. Cảm ơn anh ạ. Xin chào các bác nha. Hiện tại đội ngũ kỹ thuật Zika đang có tại mặt tại Thượng Thanh để lắp đặt cho các khách một combo loa Lofun VA12 vàng gold, một con đẩy X22, một bộ mic 321 và không thể thiếu đấy là một con súc 560 Bluetooth. Đây vào đây là không gian của nhà các khách. Trong tình yêu bao lâu dồn dào.
không?